Vâng, xin chào toàn thể quý cô bác quý chị. Chào mừng quý cô bác quý chị đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Công. Mới nhất trong ngày hôm nay thì Công Ô Tô sẽ lên sóng giới thiệu cho toàn thể quý cô bác quý khách hàng về một chiếc xe đến từ nhà sản xuất của Kia mà Công Ô Tô mới nhập về đấy nha quý cô bác chị nhé. Đây là một chiếc Kia Carens sản xuất năm 2008, bản đủ số tự động, động cơ 2.0. Xe có nước sơn màu đen bóng và đăng ký 5 chỗ ngồi, có trang bị cửa sổ nóc đầy đủ như quý cô bác quý chị nhé. Điều hòa tự động, xi nhan trên gương, la răng đúc đẹp, đèn pha là đèn bi cầu. Và chiếc xe này thì đang có giá chào bán bên Công Ô Tô chiếc này với giá bán là 300 triệu đồng. Vậy quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Kia Carens 2008 phiên bản số tự động động cơ 2.0 thì hãy liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline của em là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe nha quý cô bác quý chị nhé. Quý cô bác quý chị nào mà lần đầu xem video của Công Ô Tô mà chưa đăng ký kênh thì quý cô bác quý chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ Công Ô Tô và đừng quên bấm thông báo bật theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất của em Công cũng như là những khung giờ phát sóng livestream của em vào lúc 7 giờ buổi tối tất cả các ngày trong tuần nha quý cô bác quý chị nhé. Và bây giờ mời quý cô bác quý anh chị chúng ta sẽ xem chi tiết về chiếc Kia Carens 2008 này. Xe có nước sơn màu đen bóng này, tổng về ngoại thất thì rất là ok rồi, không một vết xước rồi. Đó. Ngon lành rồi, về chỉ sẵn đi thôi nhá quý cô bác chị nhá. Con này thì trang bị la răng đúc, phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh này. Ốp chân cửa này rồi tay nắm cửa đều được ốp bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp, xinh nhan trên gương bằng một dải đèn LED cao cấp. Rồi đèn hậu phía sau đây ạ, rất là trong sáng, bác chủ thì đã ốp mạ chrome lên cho em nó rồi. Tạo cho chiếc xe nó có sự năng động hơn, khỏe khoắn hơn cho quý anh chị nhé. Chiếc này thì bác chủ đã lên cho em nó một chiếc màn hình giải trí Android cỡ lớn và có cam lùi đầy đủ rồi, camera lùi đầy đủ để hỗ trợ quý cô bác quý chị đậu xe an toàn hơn. Đây ạ, tổng ngoại thất của em nó đây nhá, không một vết xước nhỏ cho toàn thể quý cô bác quý chị đây ạ. Đó. Xe cực đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị chiếc này đây ạ. Đó. Quý cô bác quý chị còn chần chờ gì nữa và không nhấc máy lên, liên hệ ngay cho em Công để sở hữu em chiếc Kia Carens 2008 này nha quý cô bác chị nhé. Số hotline của em là 0984 883 980. Quý cô bác quý chị hãy điện thoại theo số hotline đó để ép giá nha quý cô bác chị nhá. Và bây giờ mời quý cô bác quý chị chúng ta sẽ xem chi tiết về chiếc Carens 2008 này. Đầu tiên thì chúng ta có nhìn thấy hai thanh ngang mạ chrome sáng bóng ở trước đầu xe này. Rồi đèn pha của xe thì là đèn bi cầu. Đèn gầm đầy đủ như quý cô bác chị nhá. Đèn hai bên rất là trong sáng, đều màu nhau, không bị bóng đâu ạ. Đây là lốp thì là lốp mới nhá các anh nhá. Lốp của em nó này, hoàn toàn là lốp mới, là răng đúc, phanh ABS chống bó cứng an toàn 4 bánh đây rồi. Xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy ạ, xi nhan tích hợp trên gương bằng dải đèn LED này. Gương kính thì đều là gương kính zin đây các bác nhá. Đều là gương kính zin hết, bên đây cũng vậy này. Đều là gương kính zin. Gương kính zin hoàn toàn luôn theo xe đây ạ. Theo xe nha quý cô bác quý chị nhá. Tay nắm cửa bọc mạ chrome cao cấp sáng bóng đẹp đây ạ cho toàn thể quý cô bác quý chị. Nội thất em này thì các bác cũng miễn chê luôn. 2008 nhưng bác chủ thì giữ gìn đẹp nhé, keo chỉ này. Đấy, rồi phần này thì da thông hơi này vẫn còn rất là mới đẹp đây ạ. Phần này thì sơn giả vân gỗ hết rồi. Táp ly của xe đây. Đấy, chất luôn cho các bác luôn nhá. Chất luôn, không hề bóng mờ. Xe bao không dịch vụ không đâm đụng cho toàn thể quý cô bác quý chị đây ạ. Với có một cái táp ly đẹp như thế này. Rồi con này trang bị vô lăng tích hợp bàn phím này. Ghế bọc da đây. Đấy, ghế bọc da đẹp đây nhá quý cô bác quý chị nhá, không vỡ, không bục, không xẹp. Rồi tất cả những phần ốp mặt bảng hiển thị đồng hồ này. Rồi trên đây. Đấy, trên đây nhá quý anh chị nhá. Rồi dưới đây. Đấy. Và tay nắm số này cũng vậy này. Đều sơn giả vân gỗ đẹp rồi. Con này điều hòa tự động hai vùng. Đấy, rồi điều hòa tự động này rồi có màn hình giải trí Android cỡ lớn đẹp đây nhá quý cô bác quý chị nhá, đẹp luôn. Rất là khét đẹp luôn, táp lô của em nó đây. Đấy, quay cho các bác cùng xem này. Táp lô của em nó thì chất luôn rồi. Chất đẹp nhá quý cô bác quý chị nhá, kệ tí tay đầy đủ này. Rồi xe có trang bị cửa sổ nóc này. Trần thì bọc ni lông, bọc nỉ. Còn rất là đẹp luôn nhá quý cô bác chị nhá. Đây chúng ta sẽ xem tiếp này. Đấy. Hàng ghế phía sau đây. Có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai đầy đủ nhá quý cô bác quý chị nhá. Ghế thì bọc da đẹp đây rồi, cho toàn thể quý cô bác quý chị cùng chiêm ngưỡng em nó về nội thất này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Đấy, cửa sổ nóc này, quan sát từ phía sau đây. Đó. Đầy đủ nhá quý cô bác quý chị nhá. Táp ly của em nó đây. Quay cho các bác cùng xem luôn táp ly của em nó này, nó chất ngất như thế nào nhá quý cô bác quý chị nhá. Đây ạ. Đó. Đẹp, cứng xe.
rất là đẹp và cứng xe cho quý chị nhá. Rồi đây, đó, la răng núc đẹp không vết xước cho các bác luôn. Đó, không vết xước. Rồi đây ạ, chúng ta sẽ xem tiếp này. Phía sau của em nó đây. Đó. Tương đối rộng nhá quý cô bác quý chị nhá. Đó. Khi chúng ta hạ cái hàng ghế thứ ba này xuống thì rất là rộng rãi luôn. Bên trong này thì là những cái chỗ mà để chúng ta để đồ này, lặt vặt này, có khay đựng nước này, hai bên luôn các bác nhá, hai bên luôn. Đó, đây. Đó, có khay đựng nước đầy đủ. Rồi phía sau này cũng có khe cắm điện 12V này. Cái phần phía sau này thì bác chủ cũng bọc da hết đây ạ, bọc da hết nha các bác nhá, bọc da. Nên là nó không bị bẩn nhiều con thì nó vẫn còn nỉ. Đó, như cái này bác chủ đã bọc một lớp da này. Đây ạ. Rồi ghế sau đây. Đó, ghế sau đây nhá quý anh chị nhá. Và phía sau này còn có một cái tấm này nữa này, tấm lót này nữa này, tấm lót này. Đấy, vứt ở trong đó rồi còn bình thường thì chúng ta sẽ lôi ra để lót nguyên một cái khoảng này luôn, khi chúng ta vệ sinh nó rất là sạch nhá quý anh chị nhá. Phía sau đây ạ. Đây máng nước phía sau đây rất là đẹp luôn, phẳng phiu đẹp đây cho toàn thể quý các bác cùng xem. Bên đây cũng vậy nhá. Đấy, nắp cốp thì ok luôn rồi cho toàn thể quý cô bác quý chị đây ạ. Đấy, xe đẹp cứng xe cho toàn thể quý cô bác quý chị. Chúng ta sẽ xem tiếp này. Xem tiếp. Gương kính thì zin hết rồi. Bao gương kính cho các bác luôn. Đấy ạ. Táp ly cánh này. Đấy, sần đẹp luôn cho quý cô bác quý chị nhá. Ốp cánh cửa này cũng vậy này. Đấy, toàn là bọc da thông hơi hết này. Bốn cánh thì đều có khe đựng nước đầy đủ, đều có loa nha các bác nhá. Âm thanh thì chất đẹp. Đó. Đây. Nội thất cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn. Âm thanh thì như vũ trường luôn cho các bác. Âm thanh cực kỳ chất nha các bác nhá. Đây ạ. Táp ly của em nó đây. Đấy, cho các bác cùng xem này. Đó. Chất đẹp luôn. Đây nhớ quý cô bác anh chị nhá. Chúng ta cùng xem đây là nội thất của em nó đây. Đấy, quay cho các bác cùng xem. Đấy, quay bằng điện thoại mà rõ nét như thế này, nếu mà quay bằng camera chuẩn của nó thì nó sẽ rất là đẹp luôn nha quý anh chị nhá. Đăng kiểm cái này thì còn đến tháng 7 năm 2021. Đấy, và bây giờ mời quý cô bác quý chị chúng ta sẽ xem đến phần động cơ của chiếc Kia Karen 2008 này. Em cũng xin nói thêm về con Karen này là con Karen này là một con Karen nhập khẩu nha quý cô bác quý chị nhá. Số tự động nhập khẩu 2008. Đấy, số tự động nhập khẩu đây. Tất cả các chi tiết này. Đấy, nó rất là phẳng phiu, rất là đẹp đây cho các bác cùng xem này. Đấy, tất cả các lỗ tròn xe đây nhá quý cô bác quý chị nhá. Logo này của hãng này. Đấy, nắp capo đây. Phỏng tư cho toàn thể quý cô bác quý chị cùng xem. Chất đẹp luôn. Ác quy thì còn xanh lét luôn. Đè nhẹ cái nổ nhá quý cô bác quý chị nhá. Đây ạ, tất cả các chi tiết luôn. Trong khoang máy đây, động cơ đây. Cụm ABS nằm bên dưới này. Đó, nằm bên dưới đây nhá quý cô bác quý chị nhá. Soi hết cho các bác cùng xem. Em nó sản xuất năm 2008. Số tự động động cơ 2.0 nhập khẩu. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu của em này thì loanh quanh rơi vào tầm khoảng 9 lít trên 100 km đường hỗn hợp nha quý cô bác anh chị nhá. Đây ạ. Đấy, máy móc sáng. Thanh rằng bên trên còn nguyên này. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc năm 2008 cho các bác đây ạ. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã làm video chi tiết về một chiếc Kia Karen sản xuất năm 2008. Số tự động nhập khẩu, có trang bị cửa sổ nóc, điều hòa tự động, có màn hình giải trí Android cỡ lớn, cam lùi đầy đủ nha quý cô bác anh chị nhá. Chiếc này thì công ty ô tô đang chào bán với giá là 300 triệu đồng. Quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Karen số tự động nhập khẩu như này thì hãy liên hệ với công ty qua số hotline của em là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch hẹn xem xe. Em nhắc lại số điện thoại của em nhé, 0984 883 980. Quý cô bác quý chị nào mà lần đầu xem video của công ty thì mà chưa đăng ký kênh nhá, mà thấy hay thì quý cô bác quý chị ủng hộ kênh bằng cách là vào đăng ký kênh này, bấm hình quả chuông, bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của công ty cũng như là những cái khung giờ phát sóng livestream của em vào lúc 7 giờ buổi tối tất cả các ngày trong tuần cho quý cô bác các chị nhé. Thì quý cô bác sẽ, anh chị sẽ nhận được thông báo về máy ạ. Cảm ơn toàn thể quý cô bác các chị, hẹn gặp lại quý cô bác các chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.